Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho tiếp Minecraft công viên khủng long. Và AFK một khoảng thời gian có thể nói là cực kỳ lâu luôn thì khủng long Spinosaurus mới có thể bự lên và thay đổi hình dạng. Bây giờ thì trên lưng của Spinosaurus đã mọc thêm những cái gai san sát nhau và nó giống như là một cái lưỡi cưa ở trên lưng kìa. Wow, rất là đẹp luôn. Mà tiếc một điều là hiện tại mình chỉ có đúng một Spinosaurus thôi. Hình như Spinosaurus giống đực ấy, thì cái phần gai ở trên lưng này nó sẽ có một chút khác ấy. Thôi được rồi, sắp tới nếu mà mình có thêm nhiều hóa thạch hơn, rồi tìm ra được cái DNA của Spinosaurus thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm một em giống đực nữa, rồi mình sẽ cho vô đây để sống chung với nhóc hiện tại nha. Có đôi có cặp thì chắc sẽ vui hơn ấy. Ngoài ra thì bữa nay mình sẽ làm thêm một ít trái banh nữa, để những khủng long có những trái banh để giỡn thì cũng sẽ đỡ buồn hơn. Tránh tình trạng khủng long sợ chết các thứ thì cũng tội. Và trong đây trái banh thì được làm từ những sợi chỉ nè, kết hợp với một cái bóng chất nhờn và một ít cái cục len thôi. Bóng chất nhờn thì mình cũng có một ít ở đây. Len thì mình không có, nhưng mà được cái mình có chỉ thì cũng được. Rồi, ghép lại thôi. Hình như mình chỉ làm được tầm 2 trái banh à. Ok, 1, 2. Không biết là thằng lằn bay có biết chơi banh không nhờ. Thử nào. Thằng lằn bay đâu rồi ta? Ồ, đây, thằng lằn bay đây. Đây nè, đá banh đi. À quên, nhỏ ngủ mất tiêu rồi, quên mất. Bây giờ ban đêm kêu nhỏ đá banh à, mình kỳ quá. Nhưng mà mình đoán bên đây sẽ có một cái em khủng long vẫn còn thức nè. Đó chính là Pachycephalosaurus. Cái em này thì gần như là thức cả ngày luôn, không có chịu đi ngủ nghê gì hết. Rồi coi đá banh dữ không. Ôi trời, đá banh dữ chưa kìa. Ôi coi dẫn bóng kìa. Có tiềm năng nha. Nhóc này đá banh giỏi này. Quá dữ luôn. Đúng rồi, xuất đi. Rồi. Đấy, có vẻ là Pachycephalosaurus rất là thích đá banh nha. Đấy, chơi banh đi. Trong đây thì mình trồng dày cỏ một xíu, tại vì trong đây toàn là khủng long ăn cỏ à. Để nhỡ mà không thích ăn trong máy thì có thể ăn cỏ tự nhiên cũng được. Quên. Hình như cái gà mình hay bỏ bê hai nhóc khủng long bên này. Đây mình sẽ vô thăm hai nhóc trong đây một xíu cái đã. Wow, đang ngủ rồi kìa. Ok, mình sẽ tặng món quà bất ngờ là một trái banh ở đây. Thức dậy rồi chơi nha. Hai nhóc Gallimimus này hiện tại thì vẫn đang sống rất là hòa thuận với nhau. Ủa sao lại có quái trong đây nhờ? Mình nhớ mình có cắm đuốc mà. Sao vẫn có những con quái nó xuất hiện trong đây được nhờ? Lạ thật. Giờ chắc mình cũng phải vô trong ngủ thôi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Sau khi thức dậy thì công việc của mình sẽ là xuống cái chỗ nghiên cứu, để mình cho Dino Nichus ăn một cái. Đấy, mình cho ăn nhiều á, thế nên là hiện tại Dino Nichus đã được mình thuần phục rồi. Và vẻ bề ngoài thì đã có một chút thay đổi rồi nha. Bộ lông đã chuyển sang màu đen rồi. Nhưng mà bây giờ lại ngủ hả? Dino Nichus thì thường là sẽ hoạt động về đêm thôi, nên là ban ngày kiểu đi ngủ mất tiêu rồi. Thôi kệ. Ê! Cái gì? Rồi luôn. Cái hóa thạch hưu sừng tấm của mình đã bị Dino Nichus phá hay sao rồi? Trời ơi, cái em này quậy thiệt luôn á. Biết khó khăn lắm anh mới làm được cái hóa thạch bự lắm không? Quậy thiệt chứ. Shiba. Mình còn cái ta Fox. À đây, may quá, mình vẫn còn. Để mình xuống dưới mình tạo lại cái bộ hóa thạch nai sừng tấm mình trưng bày mới được. Lâu lắm. Hôm bữa mình ngồi mình đặt như vậy cả buổi trời mới ra được cái hóa thạch của nai sừng tấm đấy. Đây rồi. Cuối cùng mình sẽ dẫn gắn thêm xương vào để cho cái bộ hóa thạch bự hơn, không có quậy nữa nha. Chắc mình nhốt lại luôn quá. Bình thường cho thả rong ở đây để chạy nhảy thoải mái, mà quậy quá là chắc mình sẽ nhốt lại luôn á. Không chỉ Dino Nichus lớn lên đâu, mà trong cái nơi này thì còn có cái em khủng long hôm qua mình ấp chung với Dino Nichus, đó chính là Riosaurus, thì cũng đã lớn rồi. Đây. Wow, dễ thương ghê luôn á. Em này đúng hiền luôn. Hôm qua mình chỉ tốn đúng một củ cà rốt là thuần phục được rồi.
Và thường là Bryosaurus sẽ đi theo khủng long Styracosaurus để chơi ấy. Ừ, chắc là em mến Styracosaurus hay sao ấy. Ok, công việc thăm khủng long rồi cho ăn các thứ của mình đã xong xuôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay. Bữa giờ thì hầu như mình dành phần lớn thời gian để hồi sinh những loài khủng long. Thế nhưng mà ngoài khủng long ra thì trong thế giới khảo cổ học này còn có những cái bộ hóa thạch của những cái loài như là voi chẳng hạn nè. Đó, mà đây là voi thời tiền sử cơ, thành thử ra sẽ rất là đẹp đấy, mình nghĩ vậy. Và đây mình có một cái DNA của cái loài có tên là Platypelodon. Mình nhìn có cặp ngà giống như là voi vậy, không biết có phải voi hay không. Mình rất là tò mò luôn, nên là bây giờ mình sẽ xuống cái chỗ up DNA của mình để mình up thử. Giờ chưa có voi mammut á, nên là mình up tạm một cái DNA na ná như vậy đi. Rồi, và lấy thêm một cái biogu trước cái đã. Xong rồi mình sẽ cho vào đây. Rồi, chờ đợi thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lên trên để mình nâng cấp vũ khí của mình lên một tẹo. Mình đã dùng cái cây cung để bắn những cái con zombie hay là những con xương cấp cao rất là nhiều, thành thử ra nó hư mất rồi. Và cây cung đó thì không mạnh cho lắm, nên hôm nay mình quyết định nâng cấp cây cung thành kim cương luôn. Một cây cung kim cương thì sẽ tốn của mình tầm 2 viên kim cương, cũng không quá đắt đâu. Đánh đòi lại mình sẽ có một vũ khí tấn công tầm xa rất là mạnh đấy. Vậy là mình đã có được một cái cây cung dài bằng kim cương. Và cái cung này thì mình phải sử dụng một cái mũi tên đặc biệt, cũng được làm bằng kim cương luôn thì nó mới bắn được. Ồ, hơi tốn kém ấy nhờ. Đúng là xài đồ xịn thì lúc nào cũng tốn kém hơn một tí hết. Đây, một lần thì được 4 mũi tên thôi. Nhưng mà mình sẽ ngồi ở đây để cường hóa để kiếm cái dòng vô hạn mới được. Ồ, sức mạnh 4 luôn nè. Wow. Nhưng mà không biết là có cho thêm mình dòng vô hạn hay không đây. Không có vô hạn rồi. Oh no. Hiểu vấn đề luôn. Mình phải làm thêm một cây cung kim cương khác nữa để mình kiếm dòng vô hạn mới được. Chứ mà mình bắn mũi tên bằng cách chế tạo ấy thì bao nhiêu mũi tên cho đủ. Nó lại ra thêm sức mạnh cấp độ 4 nữa. Có nên làm liều không? Liều ăn nhiều. Biết đâu ngoài sức mạnh nó lại cho thêm vô hạn thì sao. Mình tin vào nhân phẩm của mình. Đó, đúng như ngoài dự đoán, không có vô hạn rồi. Ok. Vừa mới than, bây giờ nó đã cho mình liền cái dòng vô hạn rồi. Yeah, vậy là bây giờ mình có thể ghép lại và tạo thành một cây cung kim cương cực kỳ VIP rồi. Đầu tiên là mình cần phải đặt cái đe xuống. Và cây cung này sẽ bao gồm là sức mạnh cấp độ 5, kèm theo đó là vô hạn luôn. Quá là đã. Rồi, giờ thì thử bắn coi, coi nó có hao mũi tên nhiều lắm không. Ủa? Oh what? Nè ní. Oh, vậy là không nhất thiết mình dùng mũi tên đâu. Vậy là mình không cần mang mũi tên vẫn được nha. Ui, làm nãy mình tốn hết một viên kim cương. Nãy giờ ngồi chuẩn bị cây cung VIP đã lâu thì chắc cái DNA cũng đã up xong rồi. Ồ, chính xác. Mình đã tạo ra được một cái kim tiêm chứa cái DNA của Platypelodon. Và mình được cái thành tựu gì đấy? Elephant in the room. Kiểu như cái thành tựu nó chúc mừng mình đã tạo ra được cái phôi thai của cái loài này vậy á. Và cái này thì nó có một chút đặc biệt là mình phải tiêm vào một cái con vật bất kỳ nào đó, chẳng hạn như là cừu, bò nè, heo hoặc là ngựa thì mới kiểu như tạo ra được cái loài vật này. Để coi mình có nên tiêm trong phòng thí nghiệm không ta. Và không được, phòng thí nghiệm mình đang có Deinonychus rất là hung dữ. Mình có thể cho vô chỗ của thằng lằn bay nè. Hiện tại thằng lằn bay đang ở một mình á, cũng khá là cô đơn đấy. Bây giờ mình sẽ cho thêm một nhóc bò được tiêm cái phôi của Platypelodon vào. Ok, tiêm vào. Đấy, tiêm vào rồi. Rồi, và coi. Đó, cái quá trình phôi thai hình thành ở bên trong nhóc bò này đang diễn ra nè. Yeah, chờ đợi thôi nào. Ê, cái gì? Con zombie này, đi chỗ khác. Định làm gì? Láo thiệt chứ. Lâu rồi hình như mình chưa cho mấy nhóc khủng long mình ra ngoài đi dạo đúng không? Được, bữa nào mình sẽ dắt khủng long đi dạo một cái. Đi thôi.
với cả là ra ngoài mình sẽ cho mấy ẻm chiến đấu các thứ. Vậy hai khủng long này đánh rất là mạnh nha. Đó. Có kìa. Đánh con zombie là có thể nói là lên bờ xuống ruộng luôn. Ui. Em này hút rất là hấp tung nha, tung rất là dữ luôn. Coi nào, đó. Nuôi khủng long đáng đồng tiền bớt súp thiệt chứ. Rồi rồi, đây có Reaper nè. Bình thường nó hay nổ mình đúng không? Bữa nay mình sẽ thử ra lệnh cho khủng long đánh Reaper thử nha. Chưa đợi khủng long leo lên khỏi cái hồ ấy đã. Em mắc kẹt dưới cái hồ rồi. Ồ, có một cái nhược điểm là khủng long khi mà rớt xuống nước rất là chậm nha. Ồ, nãy giờ vẫn chưa có leo lên được. Đây. Một em đã leo lên được rồi. Rồi giờ tới Stegosaurus không leo lên được. Con này định làm gì? Nó định làm gì mình cơ? Đánh nó khủng long. Đúng rồi, hấp nó. Con nào mà đánh mình là tự động khủng long sẽ biết và bảo vệ mình thôi. Rồi. Đúng rồi, xử nó đi. Con này nữa. Đây vẫn chỉ là mới những cái loài khủng long ăn cỏ thôi đó nha. Mà nó mạnh như vậy rồi. Mai mốt kiểu mình có thêm những loài khủng long ăn thịt kiểu cực mạnh nữa thì không biết sẽ như thế nào đây. Thôi, đi chơi như đó đủ rồi. Vô trong lại thôi. Lâu anh dắt đi dạo gì đó. Rồi từ tới lượt mấy nhóc khủng long khác. Ok kìa. Có cổng không vô, đi đường đó. Trời, thiệt tình luôn á. Rồi, đóng cửa lại. Bây giờ thì trở lại cái nơi này thôi. Ui. Oh no. À. Con Reaper đánh bom kìa. Trời đất ơi. Hư hết trơn cái chỗ của khủng long rồi. Chỉ cần thức khuya một hôm thôi là quá trời chuyện bất ổn xảy ra liền. Ok. Cắn nó khủng long ơi. Ây ơi. Nó đánh thằng lằn bay của mình. Wow, mấy con nhỏ này hung quá, nó đánh thằng lằn bay của mình cơ. Mà thằng lằn bay của mình đâu phải dạng dừa. Mổ nó liên tục luôn. Hay lắm. Còn bên đây thì cái phôi thai tới đâu rồi? Mới chạy được 60%+ thôi. Nói chung thì quá trình hình thành phôi thai khá là lâu ấy. Nên là mình có thời gian để đi ngủ một giấc rồi. Không thức đêm nữa đâu. Một hồi là chỗ này chắc tan tành luôn á. Ừ, trước khi đi ngủ thì để mình dắt Dino đi chết mới được. Đi chơi. Ở đây một hồi lại quậy cái hóa thạch hù sừng tắm của mình thì mệt nữa. Này về đêm cái là Dino đi chết rất là sung á. Tỉnh queo à. Đâu rồi. Mình kiếm con Reaper mà đánh bom coi. Mình cho khủng long của mình á, mổ nó không chịu phát nào liền. Đây, trước mặt con xương nè. Tấn công nào, let's go. Lên nào. Nhanh chưa? Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Còn nhảy lên nữa. Wow, có cơ. Cái năng khả năng chiến đấu của Dino Ninjet rất là lạ. Là nhảy lên đầu và cạp đối thủ. Một cái thế tấn công có thể nói là chí mạng luôn. Wow. Nhỏ vậy thôi nhưng mà lợi hại lắm nha. Được. Tốn biết bao nhiêu thịt của mình thì em ấy cũng đã thể hiện một màn rất là tốt rồi. Ồ, trong kia có con Reaper kìa. Ai chà, căng à. Reaper đó thì mình không giỡn được. Tại vì nó có khả năng hip hop neo và die á. Nó chậm cây chuối cái là nó nổ cái đùng luôn. Rất là nguy hiểm. Thôi, trở về nhà lại thôi. Rồi, cho em ngủ một cái. Rồi, ngủ đi quay. Mình đi ra ngoài mình tiếp tục canh chừng cái phôi thai của mình mới được. Hồi hộp quá. Ê, thành công rồi kìa. Cái phôi thai của mình đẻ thành công rồi. Bò đã thành công giúp mình tạo ra được phôi thai của một cái loài voi tiền sử rồi. Nhóc này có chiếc mũi rất là dài nha. Có kìa. Wow, dễ thương chưa. Đã thiệt chứ, nhưng mà mình chưa vô thăm được. Tại vì trong kia có con Reaper. Để mình tìm cách mình xử bắn nó cái đã. Phải hạ được nó thì mới vô trong thăm voi tiền sử an toàn được. Đó, nó định lợi, nó nổ mình đó. Này thì định nổ mình hả. Rồi, vô thăm nào. Nhóc voi này thì sẽ ăn hầu hết là thực vật thôi, những cái hoa quả đâu. Và đây là một chú voi đực. Ui, đã vậy.
Như vậy thì mình phải cho thêm vào đây một ít cái lúa mì rồi. Để có gì cho voi còn ăn nữa. Hay là mình làm luôn một cái nơi dành riêng cho voi ta. Nhưng mà thôi, hiện tại thì thằng Lằng Bay cũng sống con mình à. Ở chung với thằng Lằng Bay một thời gian nha. Để thằng Lằng Bay đỡ cô đơn hơn. Mà mình sẽ chịu khó trồng thêm cây trong đây mới được. Để tăng cái độ tự nhiên hơn ấy. Mình cũng đã biết cách để mình có thể trồng được những cái cây thời tiền sử rồi. Hôm bữa thì mình chỉ mới tạo ra được những cái hạt giống thôi. Và hạt giống đó thì mình cần phải kiểu như cho vô cái máy ấp trứng khủng long ấy. Để nó tạo thành một cái mầm cây hoàn chỉnh thì mới có thể trồng được. Đây đây đây. Cho vô liền. Cái quá trình này thì nó cũng diễn ra tương tự với cái việc mình ấp trứng khủng long, ấp cái DNA khủng long thôi. Nó cũng sẽ tốn biogu của mình đấy. Mình sẽ trồng lấy nhiều nhiều cây một xíu. Đây, mình có tổng cộng là 3 loại cây khác nhau nè. Cho xuống dưới hết luôn. Ý, ở đây mình có cái xương chân của nhóc voi nè. Được quá ta. Thêm một cái kiểu như cái ngà luôn. Thôi được. Mình sẽ phân tích thử hai cái mẫu xương khủng long này để coi coi có được bất kỳ một cái DNA của nhóc voi thời tiền sử nào khác hay không nha. Ôi không. Ui một khúc xương. Còn cái cuối cùng, cái ngà đó. Cho mình cái DNA đi. DNA. Yes. Ờ, mình có thêm một cái DNA của voi thời tiền sử rồi. À, thích chưa? Được, bữa nay thì mình sẽ up thêm một cái DNA nữa. Có được một cặp voi thời tiền sử luôn, quá là đã. Đây, mình sẽ xuống đây đặt thêm cái máy up mới được. Rồi, cho vào. Lúc đầu thì mình tính cho voi thời tiền sử kiểu sống chung với kiểu như thằng Lằng Bay. Nhưng mà bây giờ thì mình sắp có thêm một chú voi thời tiền sử khác rồi. Chắc tạm thời mình sẽ xây thêm một cái nơi ở mới cho voi mới được. Hay là cho sống chung tiếp ta. Tại cái lồng này lần trước mình xây nó kiểu bị bự quá. Mà thằng Lằng Bay thì có vẻ cũng thân thiện với voi nữa. Thôi được. Vậy thì mình sẽ cho hai lồ này cộng sinh với nhau. Có gì hỗ trợ nhau các thứ đâu cũng ok nè. Nè có thêm bò sống chung nữa. Quá là hợp lý luôn. Nhưng mà cái loài voi này thì mình thấy cái phần tai á không được to cho lắm nha. Mà bây giờ còn nhỏ với cả nên chưa có ngà nữa chứ. Mà nói chung là dễ thương. Được á. Không uổng công mình ngồi đợi các thứ. Ê, cái gì đây? Ôi không, lần này thì mình đã thất bại trong cái việc tạo ra voi thời tiền sử rồi. No. Ow, nó cắn mình. Nhưng mà cái con này nó có thể cho mình rất là nhiều slime ấy. Nên là mình sẽ lợi dụng nó. Đúng rồi, chạy đi cưng, chạy đi, chạy nhiều lên. Để mình thu hoạch, mình kiếm slime. Yeah. Trong chốc lát thôi thì cái con này đã cho mình một stack slime rồi. Nó đã hết giá trị lợi dụng, nên là mình xử nó đi luôn. Trở lại với công việc kiểu như tạo ra cái voi thai, voi thời tiền sử nào. Giờ lại phải chờ đợi tiếp nữa. Mất thời gian ghê luôn. Còn bên này thì những cái cây thời tiền sử đã được mình kiểu như ươm mầm thành công rồi nè. Giờ thì nó mới thật sự là những cái mầm cây để có thể trồng xuống đất rồi. Và mình sẽ trồng ở bên trong cái chỗ mình nuôi voi đi nha. Trong đây còn ít cây quá nè. Trồng thêm cây đi. Mà không biết cây này nó có quá bự hay không nữa. Mình thấy cây này có vẻ nhỏ nè. Trồng trước cây này. Trồng ở đâu là đẹp ta. Đây. Ngay chỗ này mình thấy nó trũng, mình trồng chắc là ok nè. Ui nhưng mà Đây có bột xương luôn, may quá. Mình thấy bón bột xương coi có màu lớn không. Ui hình như cái cây này bự lắm. Trong lồng kính nó không phát triển được nè. What the heck. Đâu mình thử mình đem qua cái chỗ kế bên mình trồng coi. Đây chỗ này, chỗ của mấy cái nhóc khủng long ăn cỏ nè, mình trồng thử. Coi nó phát triển cỡ nào mà trong lồng kính nó không trồng được ta. Lạ thiệt. Lồng kính mình xây cũng cao phết đấy mà. Oh my god, nó cao như vậy, bảo sao à.
Cái cây thời tiền sử nó cao cỡ vậy nè. Hèn gì trong lồng kính không trồng được là phải. Hiểu vấn đề luôn. Có cây nào thấp hơn xíu không? Như cây này chẳng hạn. Thấp không? Để mình tạo cái môi trường kiểu như thân thuộc với voi và thằng lằn bay nhất coi. Cây này có vẻ cũng cao luôn rồi. Ủa cái nhóc này ngủ dễ thương vậy. Voi ngủ đúng dễ thương luôn. Trời, tưởng bị xỉu không chứ. Nhìn cưng dễ sợ luôn. Ok, chắc tạm thời thì mấy cái cây thời tiền sử mình trồng theo kiểu mầm cây như vậy thôi ha. Chứ chỗ này chật quá. Trong tương lai mình có điều kiện mình sẽ xây cái này giống như là cái trụ đi. Xây theo cái hình trụ chứ không phải là cái nửa hình tròn giống như vậy. Hình trụ thì chắc mình sẽ có đủ cái chiều cao và trồng được những cái cây thời tiền sử á. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ngủ. Không thức đêm nữa không? Nhỡ mấy cái con Reaper đánh bom cảm tử nó xuất hiện nữa thì lại mệt. Thêm một phôi thai nữa đã được mình tạo ra rồi nè. Giờ thì chắc mình sẽ tiêm nốt cái phôi thai nào này vào trong người của chú bò hồi nãy mình dắt vào đi. Rồi mình sẽ đi khai quật hóa thạch một tí nha. Nãy giờ Sao Quần ở nhà chăm khủng long rồi bảo dắt khủng long đi dạo các thứ cũng cả buổi rồi. Đâu rồi? Bò đâu rồi? Đây, bò đây. Tiếp tục tìm vào người chú bò nâu này. À, mà trước khi đi đào hóa thạch thì để mình lấy cái giáp mới kia đó. Giáp cũ của mình nó rách tùm lum hết trơn rồi. Mình lấy giáp mới mình mặc vào cho tốt. Rồi, full giáp lại rồi. Giờ thì lên đường đào hóa thạch thôi. À, liệu rằng bữa nay mình có thể kiểu như đào thêm được những cái mẫu xương khủng long nào khác hay không? Ngoài ra thì mình cũng sẽ cố gắng săn những cái mẫu hóa thạch màu nâu này để có thể có cơ hội tạo ra những cái loài trong cái kỷ băng hà nhá. Thêm một cái nhánh sông nữa nè. Mà lần này thì mình đã có cúp chuyên đào hóa thạch rồi. Nên là mình sẽ đi xung quanh cái nhánh sông này để dò coi coi có được bao nhiêu cái mẫu hóa thạch đây. Đây nữa nè. Được thêm một cái amulet mới. Ôi, không chỉ có amulet đâu, còn có cả Reaper nữa. Không biết nó đi kiểu gì mà nó bị trôi theo dòng sông này ấy nhờ. Nó trôi đâu. Ui, Reaper đánh bom cảm tử. Lại gặp nó nữa. Đó. Trời, nó trôi. Này thì dám trôi bom thẳng mặt mình hả? Láo chưa? Rồi, tiếp tục. Có thêm được một mớ hóa thạch xịn nè. Thêm một cái xương khủng long gì đây. Đây là chân của Megalosaurus. Cái dòng sông ngầm này có vẻ là khá là nhiều Reaper núp ở bên trong luôn á. Hết chưa? Còn Tiếp trong này vẫn còn vài chỗ hóa thạch nè. Đào nốt rồi mình đi tiếp thôi. Đây. Ui, quá trời Biofossil luôn. Ôi. Wow. Yes. Mình đào được một cái Scarab Gem đầu tiên rồi. Yay. Vậy là bây giờ mình có thể về nhà và thuần phục được Spinosaurus rồi. Đảo à. Tuyệt vời. Bữa nay có vẻ là một chuyến đi khai quật hóa thạch may mắn của mình rồi. Ở cuối đường vẫn còn một chỗ hóa thạch nữa. Đào luôn. Quận đi cũng gặp Reaper mà quận về cũng bị Reaper chặn đường là sao vậy chàng? Hình như mình có thù oán gì với cái bọn Reaper hay sao ấy. Nó cứ canh me canh chua rồi nó chặn đường mình thôi. Ê, có heo kìa. Mình có mang theo cây kiếm không? Ừ, có mang theo kiếm luôn. Mà tiếc quá bây giờ trời không có mưa. Thành thứ ra là mình không có thể kiếm thêm đệ được rồi. Tiếc thế nhờ. Ủa? Ban ngày vẫn dùng được. Ê? Ở ban ngày mình vẫn có thể kiếm thêm đệ. Ok, vậy là chuyến đi này mình... đằng kia còn nữa kìa. Chuyến đi này cũng có thêm được cỡ 4 nhóc đệ. Cũng ok. Ô, 5 luôn. Nhiều lắm. Cái chỗ này nhiều đệ mình lắm. Hợp lý. Vậy là bây giờ mình chỉ cần tập trung đào hóa thạch thôi. Có đệ mình bảo kê rồi. Tên nào lén vén lại thì để đệ mình lo. Ủa, nãy mình thấy. Đây, nó đây. Có thêm vài chỗ hóa thạch ở đây nè. Lượm liền.
Ồ, cái ốc đó quen ấy nhờ. Không lệch đi đâu. À, mình nhớ rồi. Đây là cái lỗ mà lúc trước mình bị rapper hip hop Never Die nó úp sọt nè. Người tới số rồi. Bữa nay mình có đệ rồi. 500 anh em. Tiến lên. Xử nó. Đúng rồi, xử nó đi. Này thì láo tét. Trong kia nữa cơ. Tấn công. Vẫn như thường lệ thì chắc về nhà mình sẽ cho đàn em ngồi trước nhà đi. Đâu rồi? Đây. Tưởng đâu lạc hết vài đàn em mà chứ. Rồi. Giờ mình giống giang hồ quá à. Đàn em đứng trước cửa nhà quá trời quá đất luôn. Về nhà thì công việc đầu tiên của mình là mình sẽ lấy một cái Dominican Amber. Cần đúng một cái Dominican Amber thôi. Mình sẽ ghép lại để tạo thành cái Aquatic Scarab Gem. Với cái này thì mình sẽ đi đánh khủng long cho khủng long yếu đi. Tới lúc mà khủng long ngất xỉu mình chỉ cần gắn cái này lên người khủng long là thuần phục được đấy. À, và mình cũng sẽ thử dùng một cái loại vũ khí mà mình có được từ cái viện nghiên cứu này. Đó chính là những cái javelin. Mấy cái này giống như là mấy cái để mình có thể phóng được nè. Ghê lắm á. Dính vô đây luôn nè. Ồ, mà quên, bây giờ mình có cung rồi mà ta. Quên nữa. Nhưng mà không sao. Mình sẽ test thử cái loại vũ khí này khi mà đánh khủng long thì nó có gây được nhiều sát thương hay không. Ôi. Ủa sao Spinosaurus chạy ra ngoài được vậy? What the heck? Hơi lạ nha. Nhưng mà không kệ đi. Giờ thì đánh Spinosaurus trước rồi đó. Ui, Spinosaurus tỉnh rồi kìa. Wow. Có tấn công mình không vậy? Ao. Có nha. Ui, Spinosaurus cắn mình. Wow. Ash. Spinosaurus mạnh quá. Cắn mình một cái nữa cây máu luôn. Ừ, lại ngủ tiếp à. Ok, mình có vẻ là mình tấn công Spinosaurus vào buổi tối rất là tiện. Tại vì Spinosaurus sẽ buồn ngủ và không để ý. Nhưng mà mình phải đi tới máu nha. Mình đánh vừa đủ gục thôi. Đây. Mình đánh vài cái xong mình chạy. Chủ yếu là mình cấu rỉa thôi. Tiếp tục phóng. Đấy, phóng tiếp. Đấy, cái này phóng khủng long cũng an toàn lắm. Tại vì nó không có gây cháy giống như là cây cung của mình. Ồ, còn 23 máu nè. Cẩn thận những cái cú cắn của Spinosaurus nha. Tức giận rồi đó. Nhưng mà thôi, gán chịu đau xíu thì mình mới thuần phục được. Rồi, Spinosaurus đang yếu lắm rồi. Mình sẽ đánh tầm 2 hit nữa. Ui, cắn mình. Ây. À. Nó đều muốn ăn thịt mình luôn ấy. Không dữ thiệt. Tiếp tục đánh nữa. Ui, nữa rồi. Ý. Ghê quá. Cháy vừa thôi, cháy quá là có khủng long nướng ăn luôn á. Nãy giờ mình bắn cũng nhiều rồi. Rồi còn bao nhiêu máu đây? 21 máu. Tiếp tục bắn tiếp. Mình đánh Spino chắc tầm 2-3 máu là vừa rồi đó. Và khoảng đấy là mình có thể thuần phục được rồi. Ôi, còn nhiều máu lắm nè. Ây. Spinosaurus đánh mình. Phóng thêm cái nữa đi. Ây. Nửa tim. Oh no. Không biết Spinosaurus còn bao nhiêu máu đây. Ui, 20 mấy máu lận. Rồi thôi xong mình rồi. Ui mày thế. Mình có cái vật tổ trường sinh à. Trời đất. Không ngờ Spinosaurus lại hung hăng như vậy. Ê, mình phải liên tục đánh Spino mới được. Đâu ra con zombie này nữa vậy? Muốn rồi luôn. Khủng long đã đánh bể cái nón mình rồi. Thôi mình cứ giữ khoảng cách như vậy đi. Hợp lý. Khoảng cách an toàn. Cần được rồi. Thêm 2 hit nữa. Ê, đừng. Rồi thôi xong rồi. Mình sắp bị Spinosaurus sơi tái mất. Hồi máu thêm đi. Ui, không biết có cạp mình thêm cái nữa không đây. Cạp cái nữa là đi luôn á. Phóng. Mắng thua.
Rồi. Mình đã đánh cho Spinosaurus ngất xỉu rồi. Ôi nhưng mà vẫn còn hung hăng lắm nha, vẫn còn đánh mình được. Lúc này thì mình sẽ dùng cái Scarab Gem này. Yay. Mình đã gắn vào người Spinosaurus thành công rồi. Nhưng mà giờ thì em vẫn còn đang giận mình vì cái tội nãy giờ dám đánh. Nên là mình sẽ chạy trước cái đã, để cho khủng long nguôi giận rồi mình mới quay lại và đón về nha. Ui, thiệt tình luôn á. Nãy giờ mình với khủng long giận xéo nhau cả đêm luôn. Ok, giờ đã đỡ giận mình chưa? Hình như khủng long đỡ giận hơn rồi đó. Mình coi coi. Nè, mình đã kiểu như là tem thành công rồi, thuần phục thành công rồi. Yeah, quá tuyệt vời luôn. Và mình sẽ dắt Spinosaurus về bằng cách nào đây? Để mình coi coi. Mình sẽ cần một cái gậy đầu lâu. School stick. À, công thức này thì dễ rồi. Giờ thì dắt khủng long về thôi. Rồi, đi về nào. Về nhà thôi. Quá là đã luôn. Mà tiếc là trong đây á mình không có cưỡi được khủng long nha. Phải chi có cách nào mà mình cưỡi được khủng long ấy là đã lắm luôn. Mình có thể cưỡi khủng long rồi đi dạo các thứ chắc sẽ tuyệt vời lắm. Giờ thì đưa ẻm vào trong nhà, trong này cái đã. Sau đấy thì cho di chuyển tự do trong này. Rồi. Về đúng nơi ở rồi đó, có đói không? Có đói không? Mình cho ăn nè. À hơi đói thôi. Rồi ăn miếng thôi. Rồi đi bơi đi. Có cái hồ đó đi bơi đi. Lúc đầu nhỏ thấy dễ thương nhưng mà lớn lên hung dữ phết ấy. Chỉ cần đụng nhẹ thôi là quýnh mình không chịu phớt nào mà. Trở lại với cái lồng kính này thì cái phôi thai của mình. Ủa? Ồ, cái phôi thai của voi. À đấy rồi. Phôi thai của chú voi thời tiền sử thứ hai đã có. À, bên đây thì mình chưa có tem được, mình chưa có thuần phục được. Căng người ta. Kỳ nha. Hồi nãy thì chú voi bên đây á mình thuần phục liền được luôn, còn bên đây thì mình không thuần phục được. Chắc mình phải cho ăn thêm vài lần để có thể thuần phục quá. Nhưng mà có một điều là trong đây mình có một cặp voi đực. Hơi xu nha, mình tính có một cặp để kiếm một đực một cái á, nhưng mà ra một cặp voi đực gựa rồi. Kỳ ghê, bữa thì toàn là cái không mà bữa thì toàn là đực gựa không. Bữa nay thì chỉ có 23 cái mẫu hóa thạch mới được mình đào thôi. Nên là mình sẽ thử phân tách 23 cái này, coi coi có được cái DNA nào mới hay không. Ngoài ra thì mình cũng sẽ phân tách thêm một ít cái Relic Scrap nữa. Tại vì cái này khi mà mình phân tích ấy thì nó sẽ cho mình những cái Stone Tablet. Cái này thì mình có thể tạo ra được những bức tranh mà mình trưng bày ở tầng trên ấy. Cũng khá là hay ho. Mà tự nhiên bây giờ mình lại tò mò không biết là mấy cái cây thời tiền sử còn lại thì nó sẽ trông ra làm sao. Nó có cao giống như cái cây vừa rồi hay là nó sẽ thấp hơn một tẹo nhờ. Chắc mình sẽ cùng nhau giải đáp luôn. Ê khoan. Voi ơi. Sao cưng lại ăn cái mầm cây của anh vậy? Hình như voi ăn mất cái mầm cây của mình rồi. Mình nhớ không có lệch đi đâu được. Mình trồng ngay đây luôn nè. Hay là ngay đây nè. Mình không có nhớ nhầm. Sao kỳ vậy voi? Anh cũng có cái máy cho ăn đàng hoàng mà. À mà chỉ có điều anh chưa có cho đồ ăn vô thôi. Ok. Nhưng mà từ từ rồi anh sẽ cho đồ ăn vô. Mắc gì mà phải ăn cái mầm cây của anh vậy? Trời đất ơi. Ở hở cái là voi lụm luôn. Còn cái nịt. Rồi cái cây này thì mình sẽ trồng. Trồng ở đâu nhỉ? Trồng đâu cho nó đỡ choáng chỗ ta. Mình nghĩ là mình trồng ngay chỗ mình nuôi cá sấu quả tiễn nè. Chỗ này còn trống này. Trồng luôn. Oh, nó có cái nét gì đó giống như cái cây gỗ vân sam ấy. Nhưng mà cái lá nó dãnh ngược lên. Cây này mà trồng trong cái chỗ, mấy cái chỗ nuôi chim đồ các thứ nè sẽ rất là đẹp ấy, kiểu như chim có thể đáp vào những cái tán này để nghỉ mệt cũng hay. Wow, mà tự nhiên có mấy cái cây thời tiền sử á, nhìn khu vực mình nó xanh tươi hơn hẳn nhờ, cái lá kia nó tươi tốt ấy, cũng thích thiệt. Ok rồi, sắp tới chắc mình sẽ gắn kiếm thêm nhiều cái mầm cây thời tiền sử hơn.
Còn bây giờ thì xuống dưới và coi lại cái chỗ phân tích của mình đã xong hết rồi nè. Ui, đầy luôn rồi. Mình có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái DNA. Còn có kiếm đâu nữa nè. Wow. Tóm lại trong ngày hôm nay thì mình cũng đã khá là thành công rồi, vì sở hữu được thẳng là một cặp voi thời tiền sử luôn nha. Và điều mình kiểu như thấy vui nhất đó chính là bữa nay mình đã chính thức thuần phục được Spinosaurus rồi. Yeah yeah. Sắp tới Spinosaurus sẽ là một trợ thủ đắc lực của mình trong những trận chiến cam go á nha. À, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình xây dựng công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.